Chào anh em nhá. Hôm nay tôi lại trở lại chém gió cùng anh em. Hôm nay tôi muốn kể một câu chuyện ngắn của cuộc đời của tôi. Câu chuyện mà tức là tôi có một năm mà tôi ngộ ra một vấn đề thì tôi cũng đã có chút thành tựu cho cuộc sống. Báo cáo là năm 2002 là năm đấy tôi 18 tuổi. Tôi chưa không có bằng đại học. Nhà thì nghèo, ở quê xa. Tôi một mình ra Hà Nội đi học nghề. Và rất nhiều năm sau tôi làm rất nhiều thứ. Và đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ là làm thế nào để tôi giàu lên. Lúc nào cũng thế. Mà tôi không có cách nào cả. Tôi cực kỳ là tuyệt vọng. Không có tiền, không có mối quan hệ, không có anh em, nhà thì không truyền thống, lúc nào cũng muốn làm giàu, mà trong khi còn đang chết đói, tiền làm ăn làm hàng tháng để tiêu chi phí cho bản thân, cho người yêu chẳng có, cho vợ chẳng có, mà làm sao làm giàu được? Thì mãi về sau này tôi mới hiểu một điều rằng người con người ta ấy, muốn làm giàu được thì phải đàng hoàng trước. Đàng hoàng là gì? Là ngày mai con mình uống sữa lấy tiền đâu ra? Ngày mai thuê nhà để lấy tiền đâu ra? Ngày mai nhà có khách thì ăn cái gì? Bây giờ suốt ngày còn phải nghĩ đau đầu về cái việc mà ngày mai lấy tiền đâu ra thì giàu làm sao được? Đó là chúng ta chưa đàng hoàng. Chúng ta còn chưa giải quyết được cái việc mà chúng ta đã đàng hoàng rồi thì làm sao mà chúng ta làm giàu được? Ngày mai ít nhất là chúng ta phải gì? Anh em chúng ta là phải giải quyết được những cái việc cơ bản này. Nói tóm lại, hôm nay có thằng bạn đã quê xuống là phải đưa đi nhà. Đã. Hôm nay vợ bảo mai em muốn mua một bộ quần áo là phải có. Con bảo mai con lấy tiền là con muốn có tiền để đóng học là phải có. Ít nhất những cái tối thiểu của cuộc sống, nhu cầu của bản thân mình, của gia đình mình phải giải quyết được. Bởi vì chúng ta không đau đầu. Chúng ta không đau đầu cái việc cơm áo gạo tiền thì chúng ta mới có thời gian, có suy nghĩ, có tư duy để chúng ta làm giàu. Mà lúc nào chúng ta còn phải nghĩ điều đó nữa thì chúng ta không thể làm giàu được. Chúng ta phải vượt qua điều đó. Chúng ta phải biết là ăn, ngủ, nghỉ, những cái điều tối thiểu chúng ta phải giải quyết được. Chúng ta phải cảm giác không còn đau đầu về nó nữa. Nói tóm lại, không giàu nhưng đủ ăn. Không phải suy nghĩ là ngày mai vợ ăn cái gì, con ăn cái gì, mình ăn cái gì, bạn bè anh em đến chúng ta mời ở đâu nữa. Thì chúng ta mới có tư duy, có đủ sức, có đủ trí tuệ để làm giàu. Tức là chúng ta phải vượt qua được cái đói đã. Vượt qua cái đói, từ không có đến không đói, đến có, đến đàng hoàng thì chúng ta mới làm giàu. Thực ra thì tôi cũng ngộ ra cái này. Mãi sau tôi cũng ngộ ra được. Cái năm 2009 tôi ngộ ra được điều này. Thì ngay 2010 tôi đã mua được ô tô rồi cho bản thân mình. Bởi vì khi tôi ngộ ra được một cái việc là đến ăn còn chẳng đủ, ăn còn phải đau đầu thì lấy đâu mà giàu. Thì tôi quyết tâm tôi vào tập trung vào công việc, tôi giải quyết cái việc ăn, ngủ, nghỉ, sinh hoạt cơ bản là không phải suy nghĩ nữa. Vợ con cần cái quần, cần cái áo là có cái áo, cần cái quần là có cái quần. Mai con nó đóng học là con đóng học. Bạn bè ở xa đến ít nhất một tháng không mời được 2-3 bữa nhà thì cũng phải mời được một bữa. Mời được vợ ăn bữa cơm bụi ở ngoài quán. Không phải suy nghĩ về cái đồng tiền nữa. Thế là tôi cũng có, tôi nghĩ ra được điều đó. Và tôi đã thay đổi được. Tôi cũng có thành công trong cuộc sống. Tất nhiên lúc thăng lúc trầm. Lúc tôi có rất nhiều tiền nhưng bây giờ tôi chẳng có đồng nào, nhưng ít nhất tôi cũng giải quyết được cái việc đó là sự đàng hoàng. Phải đàng hoàng trước thì chúng ta mới làm gì thì làm. Có thể trong nhóm có rất nhiều anh, những người anh, người bạn có thể có nhiều tiền hơn tôi rất nhiều, giàu hơn rất nhiều, nhưng đây tôi không nói câu chuyện này ra để dạy ai cả. Tôi nói ra bởi vì đây là câu chuyện trải nghiệm của tôi. Anh em ai nghe được thì ủng hộ tôi, không nghe được thì cho tôi xin lời khuyên. Xin chào và cảm ơn.